Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món mì cây xúc xích phô mai. Và để làm cái món này thì mình đã chuẩn bị đây là phô mai mozzarella. Phô mai thì mình dùng 5 cây phô mai que nha. Tại vì mình tìm mua cái loại phô mai thỏi không có, cho nên mình phải dùng phô mai que luôn. Và đây là xúc xích, mình dùng 4 cây xúc xích, 1 củ tỏi và 1 củ hành tây. Hành tây thì mình dùng khoảng nửa củ thôi. Và vài cọng hành lá. Đây là mì không gia vị, đây là mì Hàn Quốc. Mì này thì dùng để xào này hoặc là ăn lẩu cũng được. Nếu mà các bạn tìm mua không có mì Hàn Quốc không gia vị này thì các bạn có thể dùng mì gì cũng được. Ở nhà mình có mì gì thì mình dùng mì đó nha. Trứng cút, trứng cút thì mình dùng 4 quả trứng cút. Tùy các bạn nha, các bạn thích ăn nhiều thì các bạn cho vô nhiều nha. Và đây là nước, nước thì mình dùng nửa chén nước. Và đây là hạt mè trắng, mình dùng khoảng 20g. Còn đây là đường, đường thì mình dùng 2 muỗng cà phê và 30g ớt bột Hàn Quốc. Còn đây là tương ớt Hàn Quốc, tương ớt Hàn Quốc thì mình sẽ dùng 4 muỗng cà phê. Tùy các bạn thôi nha, nếu mà các bạn thích ăn cay nhiều thì các bạn cho vô nhiều nha. Rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ sắp xúc xích nè, rồi tỏi nữa, củ hành tây và hành lá, rồi phô mai luôn. Đầu tiên là mình sẽ sơ chế tất cả các nguyên liệu này. Bây giờ mình sẽ sắp xúc xích, sắt cái lát mỏng, cái độ mỏng vừa thôi, nhưng mà mình sắt không có đứt hết nha, mình chừa lại. Sắt khoảng chừng 4 lát thì mình cắt cho nó đứt ra luôn. Khi mà mình chiên thì cái này nó sẽ dãnh ra đó các bạn. Mình cắt xuống khoảng nửa cây xúc xích là được rồi. Theo là mình sẽ sắt hành tây. Hành tây thì mình dùng nửa củ thôi. Sau đó mình sẽ sắt cái lát dừa thôi nha các bạn, không quá dày, không quá mỏng nha. Mình sắt cái miếng như vậy nha. Tiếp theo là mình sẽ sắt hành lá. Hành lá thì mình sử dụng phần lá thôi, không sử dụng phần gốc. Mình sẽ sắt nhuyễn. Tỏi thì mình sẽ băm nhuyễn. Còn phô mai thì mình sẽ sắt sợi ra. Sợi nhỏ như vậy nè, để cho nó mau tan. Là mình sẽ trụng mì nha. Mình bắt lên bếp một nồi nước này, nước đã sôi, mình sẽ cho gói mì không gia vị vô. Mình luộc mì khoảng 2 phút rồi sau đó mình sẽ vớt ra. Rồi bây giờ mình sẽ vớt mì ra. Và tắt bếp đi. Mì này mình sẽ để cho ráo nước nha. Tiếp theo là mình sẽ luộc trứng cút, mình cho trứng vô trong nồi, mình luộc cho trứng chín nha. Trứng cút thì nó nhỏ, mình luộc nó cũng rất là nhanh, khoảng chừng 4-5 phút là chín rồi. Tiếp theo là mình sẽ chiên xúc xích, sẽ cho dầu ăn vô chảo. Dầu đã nóng lên rồi, bây giờ mình sẽ cho xúc xích vô chiên. Mình chiên cho xúc xích hơi vàng là được nha các bạn. Lúc chiên thì mình sẽ chiên với lửa vừa thôi. Và mình đảo đều xúc xích như vậy nè. Các bạn thấy cái miếng xúc xích của mình đã bắt đầu nó dãnh ra nè. Xúc xích của mình chiên vàng như vậy là được rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra. Sẽ đổ bớt dầu ra nha. Mình đã đổ bớt dầu ra rồi, bây giờ mình sẽ cho tỏi băm vô. Phi cho tỏi thật là vàng thơm nha. Tỏi đã vàng thơm rồi, bây giờ mình sẽ cho tương ớt Hàn Quốc vô. Tiếp theo là mình sẽ cho ớt bột Hàn Quốc vô. Và mình sẽ cho đường vô. Sau đó mình sẽ đổ vô nửa chén nước. Và khuấy đều ra. Tiếp theo là mình sẽ cho xúc xích vô. Đều lên. Trộn đều cho xúc xích thấm vô gia vị nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho mì vô. Và trộn đều lên. Tiếp theo là mình sẽ cho củ hành tây vô. Sẽ cho phô mai lên luôn. Cái này thì các bạn để lửa nhỏ thôi nha. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và cho phô mai tan ra là được nhé. Phô mai đã tan chảy ra rồi, bây giờ mình sẽ cho hành lá vô. Mình
Như vậy là mình đã làm xong cái món mì cay xúc xích phô mai rồi nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Đây mình cho vô thêm một cái trứng cút mình cắt ra làm đôi nữa nè. Rất là thơm luôn. Wow, nhìn hấp dẫn ghê luôn á. Thèm quá các bạn ơi, bây giờ mình ăn thử cái mới được. Wow, ốc khói luôn nè các bạn. Mì quá. Thêm một miếng mì nữa các bạn. Wow, bốc khói luôn, đã ghê luôn. Wow, phô mai rất là dài. Thơm á. Phần xúc xích thì mềm mềm, dai dai. Ngon quá. Mình rất là thích ăn xúc xích. Các bạn nào thích ăn xúc xích không? Còn phần phô mai thì rất là béo nè. Dai dai, mềm mềm nữa. Hành lá thì thơm thơm nè. Còn hành tây thì nó giòn lắm nha các bạn. Còn nói về cái sợi mì của mình thì thôi luôn. Cái độ dai rất là dai. Wow. Mình ăn miếng trứng cút nha, mình thích ăn trứng cút nữa nè. Trứng cút thì béo béo, ngon quá. Bạn nhìn cái miếng xúc xích của mình nè. Dai, rất là thơm luôn á. Còn cái vị cay thì thôi khỏi bàn nha các bạn. Cay lắm. Thêm một miếng này nữa. Wow, phô mai này các bạn ăn lúc mà còn nóng á thì phô mai nó sẽ chảy ra, mình mà để nguội quá thì phô mai nó sẽ đặc lại luôn các bạn, nó không còn kéo sợi được nữa. Cay quá các bạn ơi. Nó cay. Nóng bốc khói luôn nè. Các bạn thấy phô mai của mình nó kéo sợi không? Mình xe vậy là cho phô mai nó quấn vô trong sợi mì. Trời ơi, nó còn dính nữa nè. Wow. Mình mà ăn xong cái chảo này chứ thôi. Chắc mình ăn không nổi đâu các bạn. Mình ăn khoảng chừng phân nửa chắc được. Nhưng mà ngon quá. Này ăn phải rủ thêm một hai người nữa mình ăn chung á các bạn sẽ rất là ngon đó. Sợi mì thì nó mềm mềm, dai dai. Mì này không có chiên qua dầu nha các bạn. Mình ăn cái món này là phải có cái ly trà sữa kế bên nha các bạn. Để trị cay. Mình thấy rất là cay luôn á. Mặc dù mình cho ớt cũng không có nhiều lắm. Nếu bạn nào mà thích ăn cay nhiều hơn thì các bạn cứ việc cho ớt nhiều vô nha. Sau khi mà mình ăn xong thì mình quên rắc cái phần mè lên đó các bạn. Để mình rắc lên thì mình ăn thử coi nó như thế nào nha. Mè thì vô ăn nó sẽ có vị bùi bùi á. Đây. Đúng là mè có vô các bạn ăn hương vị nó ngon hơn á. Nó có vị bùi bùi nè, nhai nó lụp bụp luôn á. Rất là ngon. Mè rất là thơm nữa. Hạt mè này ăn cũng tốt cho sức khỏe đó mấy các bạn. Và các bạn ơi, video là món mì cay xúc xích phô mai của mình đến đây là hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Các bạn mà có thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Hôm nay mình sẽ làm món hamburger từ mì gói. À, bây giờ mình sẽ bắt đầu sắp bánh vô nha. Mình cho lên vài cọng hành tây. Tiếp theo là mình sẽ cho phô mai lên. Đây các bạn, mình vừa cắt ra xong rồi nè. Wow, các bạn nhìn nè, rất là hấp dẫn.